Con tên Mai Thị Thu Liên, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động về chân thật một lòng một dạ, nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị la nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cộng đời vì la nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khuyến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài về quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót cho chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh đủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mong đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mong chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. Một, Phổ Hiền hỏi, lúc đó Đài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời rồng bác bộ về tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự vừa quả báo không lành làm cho chúng sanh trong đời mẹ pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự vừa tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục: Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giác Sơn, lại có địa ngục tên là Thâm Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dung Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Can Thiệp, lại có địa ngục tên là Tỏ Thủ, lại có địa ngục tên là Thiên Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Lụng, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Xăng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Quy có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiểu Ốm, địa ngục Bạc Thiệp, địa ngục Phẩm Miếu, địa ngục Đồng Tỏ, địa ngục Hỏa Thượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Nẻ, địa ngục Hỏa Hương, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ân, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đẻo Thất, địa ngục Hỏa Ấp, địa ngục Thiết Ấp, địa ngục Hỏa Lam. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục một nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẫn đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu chẳng đều đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiển Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề và những điều ác và tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lớn rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sống sâu giường biển kẻ, có thể ngăn đạo thánh, vì thế chúng sanh chớ khinh điều quế nhỏ này cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mảy muốn đều phải chịu lấy.
Chí thân như che với con, mỗi người cùng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng làm chịu khổ cho nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội béo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi đã rõ tội béo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quý hướng, quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội béo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, những sự tội béo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mẹ cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục môi tim người tội để cho quỷ dạ so ăn, hoặc có địa ngục quẹt dầu soi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng mưng lửa lớn bay tắt vào người tội, hoặc có địa ngục toàn là thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn độ phần phẩm tiểu, hoặc có địa ngục leo gai chăm sóc, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đạp quai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt uống cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lửa sắt. Nhân giả những vẻ béo như thế, trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là đồng bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quấy ép của chúng sanh mè cảm vời ra. Nếu tôi thuộc rõ kể những sự vừa tội béo ở địa ngục, thời trong mỗi địa ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở, muốn chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật què quỳ nhân giả hỏi mè nói sơ lược như thế, nếu nói rõ kẻ thời cùng kiếp nói cũng không hết. Sammo di soha.